đen hồng và đen hồng. Hai màu đen hồng đang dần phủ kín sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngay lúc này. Thưa quý vị, tôi là Thái Trang và ngay lúc này tôi đang có mặt tại khu vực check-in của show diễn Born Pink 2023. Show diễn nằm trong tour diễn toàn cầu của ban nhạc Blackpink. Show diễn được mong chờ nhất ngay lúc này. Và không khí tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì đang nóng hơn bao giờ hết. Sức nóng của sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang tăng lên từng phút bởi sự mong chờ của người hâm mộ. 16:30 khu VIP bắt đầu mở cửa, 17:00 tất cả các khu vực cánh cửa khác cũng mở ra. Rất nhiều người từ khắp nơi trong nước và quốc tế đều háo hức khi tới đây. Tôi đến từ Trung Quốc, chúng tôi đặt vé cả 2 ngày để xem màn trình diễn của Blackpink. Chúng tôi rất hào hứng và hy vọng thần tượng sẽ hát bài hát yêu thích của tôi là Pink Venom. Thật sự thì mình rất là hào hứng và mong chờ đêm hôm nay để cháy hết mình. Các chị mọi người ơi, đã chờ ở đây 5 tiếng rồi và chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là mình sẽ được gặp các chị Blackpink. Ngoài những bộ trang phục chủ đạo là đen hồng, ai ai cũng đều chuẩn bị sẵn các phụ kiện để hòa chung theo đêm nhạc. Búa cảm ứng thay đổi màu theo nhạc, light stick, mũ, băng rôn hay đèn nháy. Và mình mới cất từ lúc 8 giờ sáng. Là chuẩn bị cho hai đứa là thay phiên nhau thì cũng phải từ 8 giờ sáng, chắc khoảng 3 giờ mới có mặt tại đây. Cho nên là một khâu chuẩn bị rất là lâu. Đến thời điểm này thì các hoạt động mua bán vé và mua bán phụ kiện thì vẫn đang diễn ra rất là tấp nập. Nhiều người ôm vé thì mong tìm được những người mua và họ cũng chuẩn bị sẵn sàng một tâm thế là nếu như không có ai mua thì họ sẽ vào sân để xem show diễn ngày hôm nay. Ở Việt Nam rất là đông, nếu mà ngày hôm qua đến ngày hôm nay ấy, anh còn ba vé thằng cu em đang cầm, nhưng mà ba vé đấy là đang có khách đặt chạy qua rồi, là hết rồi, quá như hết rồi. Anh là dự định là nếu mà hôm nay dư vé anh xem, còn nếu mà nay không dư vé thì mai anh xem, mai vẫn còn vé mà. Thưa quý vị, ngay lúc này là 17:30 phút và hàng chục ngàn khán giả đang chuẩn bị tiến vào sân. Dù vé đứng hay vé ngồi thì tất cả đều phải xuất trình được thẻ đeo tay cũng như là mã code có số vạch mà tài khoản của mình đã đăng ký thông qua app. Và tất cả các khán giả đều đã sẵn sàng, cũng như là trên điện thoại của mình thì đã tải đủ hình ảnh của 4 màu sắc tương ứng với 4 phần solo của Jennie, Jisoo, Lisa và Rose, sẵn sàng bùng cháy với các thần tượng của mình. Vâng, quả là một không khí rất sôi động phải không ạ? Trước đêm diễn thì cơn mưa rất lớn đã ghé qua khiến cho không khí dịu mát hơn rất nhiều. Đêm diễn ngày hôm nay theo ban tổ chức thì sẽ có khoảng 36.000 khán giả tham gia và ngày mai là 31.000 khán giả. Đây là những đêm diễn quy mô nhất của nghệ sĩ quốc tế khi mà tới Việt Nam. Chúng ta đang gặp nhau trong live stream trước khi bước vào concert Born Pink của Blackpink chỉ diễn ra sau đây ít giờ nữa thôi tại Hà Nội. Và tôi là Bá Thắng. Và tôi là Phương Trinh. Và đúng như lời hứa thì ngày hôm nay chúng tôi đã có mặt ở đây ngay trước concert ít phút thôi để cùng các bạn đi concert online. Và livestream của chúng tôi thì đang được phát sóng trên các nền tảng số của VTV như là VTV24 này, VTV Show này và TikTok của VTV Show. Các bạn hãy truy cập vào những trang này để cùng đi concert online để cùng với chúng tôi, cũng như là việc chia sẻ để những người khác sẽ cùng đi concert online cùng với các bạn nữa nhé. Không khí ở đây thật sự rất là tuyệt vời mọi người ạ. Nếu để diễn tả không khí tại sân vận động Mỹ Đình ngay lúc này thì chỉ có hai từ thôi. Một là Black, hai là Pink, giống như trang phục mà chúng tôi đã lựa chọn cho livestream này. Vâng ạ, tại vì ngày hôm qua thì anh đạo diễn bắt tôi là phải mặc một trang phục có màu đen với cả màu hồng. Tuy nhiên thì tôi không thể nào mà tìm thấy một bộ trang phục nào màu đen với cả màu hồng cả. Thế nên là chúng tôi đã quyết định chia nhau ra. Bạn ấy là Thắng mặc màu đen, còn tôi mặc màu hồng ạ. Các bạn thấy thế nào ạ? Không khí ở đây thì như mọi người thấy á, các fan hâm mộ của Blackpink đã có mặt ở đây rất là đông rồi. Và mọi người chỉ còn chờ giây phút được xuất hiện ở trong sân khấu chính ở trong sân vận động Mỹ Đình mà thôi. Thời điểm này á, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị để gặp gỡ họ và trò chuyện xem là sẽ có những câu chuyện thú vị nào liên quan đến chuyến đu show này có thể chia sẻ với các khán giả của VTV24, VTV Show cũng như là TikTok VTV Show. Vâng. Tôi có thấy là ở trên page của VTV có đăng tải về cái thời tiết của ngày hôm nay thì được các bạn rất là quan tâm, tại mọi người rất là lo lắng ngày hôm nay con sẽ ngoài trời như thế này mà mưa thì là như thế nào. Nhưng mà các bạn ạ, theo như chúng tôi ghi nhận ở đây thì trộm vía là không mưa đâu, nhưng mà lại hơi nắng và hơi nóng. Đúng là thời tiết đang rất nóng đấy ạ. Không biết là các bạn đang xem livestream của chúng tôi thì các bạn đang đứng ở đâu ạ? Các bạn đang có mặt ở sân vận động Mỹ Đình không ạ? Nếu mà có thì hãy ra đây để tham gia livestream cùng với VTV nhé. Còn nếu không thì hãy với chúng tôi để thưởng thức không khí ngay trước khi bắt đầu concert ạ. Với các khán giả đang có mặt tại sân vận động Mỹ Đình ngay lúc này, có thể để lại comment ngay phía bên dưới, chúng ta có thể gặp gỡ nhau và nói chuyện ngay tại đây về những câu chuyện liên quan đến Blackpink. Vâng ạ, ngày hôm nay thì khoảng bây giờ là
5 giờ kém thì chắc là sẽ khoảng một lúc nữa thôi là sẽ tất cả mọi người sẽ đi vào trong kia và tham dự concert. Hiện tại thì tôi đang thấy là ở bên ngoài, phía bên ngoài của sân vận động thì không khí đang rất là nóng, không chỉ ở thời tiết mà còn ở tất cả các bạn fan nữa. Mọi người đến đây với trang phục màu đen này với cả màu hồng và đang gần như là đã phủ kín tất cả những cái phần sân ở bên ngoài này rồi. Không biết là Thắng đã có trải nghiệm đi một cái show nào mà nó đông vui nhộn nhịp và nó có nhiều những cái sự hào hứng như thế này chưa? Cách đây một tuần thì mình đã tham dự show diễn của Charlie Puth tại Nha Trang. Không khí cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà thực sự là ngày hôm nay khi mà đứng tại sân vận động Mỹ Đình ngay lúc này, cùng với thời tiết ngay lúc này nữa thì sức nóng mình nghĩ là nó cũng không thua kém gì so với show của Charlie Puth tuần trước nữa, và thậm chí nó còn màu sắc hơn rất nhiều bởi vì các fan hâm mộ của Blackpink còn thực hiện rất là nhiều những dự án đặc biệt xoay quanh tôi diễn lần này ạ. Chị Trinh có biết đó là những dự án nào không ạ? Tôi thì đã có nghe qua rồi nhưng mà tôi vẫn muốn là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến gặp các bạn fan đấy để cho các bạn ý chính, các bạn ý sẽ nói và chia sẻ cho tất cả các khán giả của VT24 được biết, và một chút nữa chúng ta sẽ đi tìm các bạn ấy nhá. Và hiện tại thì tôi đang ghi nhận ở trên live stream của chúng ta đang có 8,6 nghìn người xem rồi ạ. Các bạn thân mến, 6,5 nghìn người xem này. Các bạn muốn chúng tôi sẽ đưa các bạn đi đến đâu trong cái không gian này ạ? Hãy comment chúng tôi được biết nhé. Thì chắc bây giờ chúng ta sẽ phải di chuyển thôi. Okay. Thử di chuyển xem là ở đây tôi đang thấy có một nhân vật rất là đặc biệt. Có một nhân vật rất là đặc biệt, mời anh DOP có thể quay đây ta gặp anh ấy luôn. Vâng, xin chào bạn. Bạn có nói được không? Không nói được luôn à? Nó bị bang. Thì không phải người Việt Nam mà nói kiểu nói không rõ tiếng lắm đâu. Bạn có thể đây mình có thể chia sẻ luôn về câu chuyện. Vâng, bạn có thể chia sẻ một chút về cái hình ảnh ngày hôm nay mà các bạn xuất hiện ở đây được không ạ? Thật ra thì chúng mình rất là thích Conan và các bạn là đợt này thì đang ra mắt phim Conan ấy, nên là chúng mình có chuẩn bị đồ hôm nay là muốn tạo nét thôi các bạn. Rất là dễ thương. Rất là dễ thương. Ở đây là có cái búa rất là to, các bạn có thể có thể cho khán giả để nhìn thấy không? Cái búa rất là to. Thế này thì chắc là vâng, wow. Thế này sẽ phải nhờ Thắng sẽ chụp cho bốn chúng tôi một tấm ảnh để chúng tôi có thể lưu về làm kỷ niệm nhá. Nào, chúng ta sẽ cùng selfie. Còn Hạng không ạ? Không ạ. Chúng ta ok. Đây. Vâng ạ. Rồi. Cái nhóm mũ rất đặc biệt của Blackpink ngày hôm nay đúng không ạ? Một chút nữa các bạn có vào bên trong kia không ạ? Đó đúng không ạ? Nhưng mà bạn không nói được mấy đúng không? Bằng giới chúc bạn sẽ có một buổi thưởng thức show thật là vui cho ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng ạ, một nhân vật rất là thú vị, đặc biệt ở trong ngày hôm nay đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng tôi sẽ đi tìm xem là còn những cái điều bất ngờ và đặc biệt nào không nhá. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã thấy là trước khi đến đây thì tôi đã nhìn thấy là các bạn ý có chụp lại một cái hình ảnh rất là dễ thương. Đấy chính là Lisa. Hình nộm Lalisa mặc áo dài vàng rất là đẹp. Thằng có biết được hình ảnh đấy không? Khi mà đứng ở đây thì chúng ta sẽ có thể thấy là cái cung đường xung quanh sân vận động Mỹ Đình thì sẽ có rất nhiều những xe buýt. Và những chiếc xe buýt này thì đều được trang trí bởi hình ảnh của những thành viên của Blackpink. Và tôi đặc biệt ấn tượng với chiếc xe buýt của Lalisa bởi vì bên cạnh chiếc xe buýt đấy thì còn có một chiếc ô tô nữa. Và người bước xuống từ chiếc ô tô đó là Lisa nhưng trong trang phục áo dài đúng không ạ? Và thậm chí là có rất nhiều concept thú vị mà được các fan Blackpink nghĩ ra để có thể là chào đón sự xuất hiện của Blackpink tại Việt Nam. Vâng ạ, thực sự là tôi rất là mong muốn được phỏng vấn bạn Lalisa đến ngay bây giờ. Không biết là có ai biết là tung tích của hình nộm Lalisa đang ở đâu không ạ? Hãy cho chúng tôi biết nhá để chúng tôi có thể chỉ tìm bạn Lalisa đấy. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục di chuyển để gặp gỡ với những fan hâm mộ thú vị khác. Vâng. Ngày hôm nay thì sân vận động Mỹ Đình rất là đông người, nên là chúng tôi khi mà thực hiện livestream này thì cũng rất là lo lắng, không biết là mạng có bị nghẽn không, và thậm chí là máy điện thoại của chúng tôi thì cũng đang rất là nóng, chỉ sợ là nó sẽ sập xuống. Hình ảnh rất là đặc biệt, rất là ấn tượng ở đây ngay bây giờ. Hiện tại bạn biết không, hiện tại là đang có 10.400 mắt xem rồi ạ. Các quý vị khán giả của VTV, nếu ai đang ở sân vận động Mỹ Đình ngay lúc này và theo dõi livestream này thì hãy comment ngay phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên share livestream này đến nhiều người nhất có thể để mọi người có thể tận hưởng không khí tại sân vận động Mỹ Đình ngay lúc này. Vâng ạ, tôi thấy có một tín hiệu khá là trộm vía đối với tôi, đấy chính là là
livestream này thì vẫn đang tiếp tục trên fanpage của VTV24, VTV Show và TikTok VTV Show. Quý vị đừng quên share livestream này đến nhiều người nhất có thể nhé. Vâng ạ. Không biết là các khán giả đang xem livestream này các bạn đang ở đâu rồi ạ? Các bạn có đang ở nhà và theo dõi concert từ xa không ạ? Hay là các bạn cũng đang ở sân Mỹ Đình giống như chúng tôi? Các comment để cho chúng tôi được biết nhé. Biết đâu chúng ta có thể giao lưu với nhau trong tại chính livestream này ở tại sân Mỹ Đình luôn thì sao ạ? Quý vị ơi, mọi người hãy cập nhật tình hình của mình ngay lúc này tại sân vận động Mỹ Đình cho chúng tôi biết đi ạ. Chúng ta sẽ cùng tương tác với nhau, nói chuyện với nhau qua livestream này để cùng nhau chia sẻ không khí tại đây đến nhiều người nhất có thể. Vâng ạ, ngày hôm nay thì chắc hẳn là các bạn fan thì đang rất là háo hức để có thể gặp gỡ được thần tượng của mình ạ. Wow, chúng ta có được các bạn. Xin chào các bạn. Mình có thể có thể phỏng vấn bạn một chút được không? Mình ở bên VTV. Đây, mời bạn đứng vào đây. Hai bạn đến. Hai bạn đến rất xinh ạ. Mời các bạn đứng vào đây làm cho bọn mình có thể trò chuyện với bạn một xíu được không? Bạn đến từ đâu và mình đã chuẩn bị như thế nào cho concert Blackpink ngày hôm nay? Em từ Sài Gòn vào hôm nay thì em vừa mắc xong nên là em đến luôn đấy. Vâng. Và lại em cũng không chuẩn bị gì nhiều, em cứ thấy vé là em bay vào luôn. Hôm nay mình đi với những ai nhỉ? Em đi với chị em. À đây đúng rồi. Có thể rủ chị gái vào đây được không ạ? Vâng ạ, ở đây là có hai bạn nữ rất là xinh và có cái sự một cái sự chuẩn bị rất là chỉn chu cho concert ngày hôm nay. Xinh như thế này thì phải để khán giả được phải để khán giả được chiêm ngưỡng đúng không ạ? Ngày hôm nay thì các bạn từ Sài Gòn bay ra đây, từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra đây đúng không ạ? Các bạn đã đến Hà Nội từ lúc mấy giờ rồi? Bọn em đến từ tối hôm qua. Vâng ạ, để được chuẩn bị được một cái outfit rất là xinh, một cái bộ đồ và những cái trang phục rất là xinh như thế này thì có phải chuẩn bị lâu không? Mất 2-3 tiếng, bắt đầu từ 1:30. 1:30? Vâng, nhưng mà tôi nghĩ là rất là xứng đáng đấy ạ, rất là nổi bật, rất là xinh. Không biết là trong tất cả các thành viên của Blackpink thì bạn thích thành viên nào nhất này? Và ngày hôm nay khi mà đến với concert này thì các bạn, cái cảm xúc của bạn ngay lúc này như thế nào khi mà chỉ một vài tiếng nữa thôi là mình sẽ gặp idol của mình rồi? Em thích Jennie nhất nhưng mà có một người của em thì giống Jisoo ấy. À. Còn với bạn thì sao? Còn với bạn thì sao? Nhân vật nào? Em thích Lisa. À Lisa. Mình rất thích bài Money của Lisa. Em cũng thế. Hôm nay em solo với Jennie với Lisa nhé. Wow. Thế thì bây giờ chỉ còn một vài tiếng nữa thôi là việc gặp thần tượng, các bạn đã bao giờ gặp Blackpink ở bên ngoài chưa? Em chưa. Chưa bao giờ. Thế đây là lần đầu tiên, chắc hẳn là sẽ có rất nhiều cảm xúc đúng không ạ? Hôm nay bạn mong chờ những cái điều gì trong concert tối nay? Solo ạ. Tức là phần trình diễn của từng thành viên đúng không ạ? Vâng. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn sẽ có một buổi show thật là ấn tượng và thật là vui vẻ trong ngày hôm nay nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng ạ, các bạn ngày hôm nay quá xinh đúng không ạ? Còn bây giờ thì các bạn fan thì đang đi vào bên trong, càng ngày càng đông rồi đấy ạ. Và không biết là đã có ai, chúng tôi thì đang đứng ở phía cổng ở sân Mỹ Đình ạ. Để xin có thể cập nhật một vài comment của các khán giả đang cập nhật với fanpage của V24 cũng như là VTV Show đúng không ạ? Ở đây thì tôi đang thấy một bạn nói là đống đa đang mưa nè. Chúng tôi đang ở Mỹ Đình. Mưa thì cũng hơi lo lắng đấy đúng không ạ? Nhưng mà với các fan hâm mộ của Blackpink thì các bạn hãy cứ yên tâm, bởi vì là thời tiết ở Mỹ Đình lúc này vẫn đang rất nắng ạ. Vâng ạ, đang rất nắng và mong là thời tiết không mưa nhưng mà sẽ dịu xuống để cho tất cả các bạn có thể xếp hàng và đi vào bên trong một cách thuận lợi hơn, cũng như là không ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn, để tí nữa các bạn có thể thưởng thức show một cách trọn vẹn nhất đúng không ạ? Thực sự là cá nhân tôi cũng như chị Trinh cũng đang rất mong chờ giờ sẽ được xuất hiện trong sân động Mỹ Đình. Tối nay chúng tôi cũng sẽ có mặt ở trong đấy. Với cá nhân chị thì chị sẽ mong chờ những điều gì trong phần trình diễn của Blackpink ở tối ngày hôm nay? Phải chia sẻ thật với tất cả các bạn là tôi là một người theo dõi K-pop từ rất là lâu rồi. Nói chung là tôi là người theo dõi K-pop từ cách đây hơn chục năm rồi. Thế nên là ngày hôm nay khi mà lần đầu tiên có một concert của một nhóm nhạc nữ, sau khi họ đã đi tour trên toàn thế giới và trở về Việt Nam, thì thực sự bản thân tôi rất là mong chờ để được thưởng thức cái sân khấu hoành tráng này, cũng như là những cái bản trình diễn, những cái màn trình diễn đẳng cấp thế giới trong ngày hôm nay. Và đặc biệt là với Blackpink thì cũng là một nhóm nhạc mà tôi rất là quan tâm. Những cái bài hát của các bạn thì rất là hay và rất là bắt tai. Nhiều năng lượng đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Thế nên là mọi người hay nói là Blackpink thì dành cho các bạn Gen Z nhiều hơn, nhưng mà bản thân tôi nghĩ là mình cũng rất là thích nhóm nhạc này. Các bạn ý rất là xinh đẹp này, nhảy giỏi này, hát hay và có rất là nhiều những cái sự ấn tượng và cái phong cách riêng của mình nữa.
Và thực sự là bây giờ tôi đang rất là mong muốn được gặp gỡ những bạn fan của Blackpink để hỏi họ về những cái project mà họ đã chuẩn bị cho thần tượng của mình, giống như Thắng ơi chia sẻ đấy. Chúng ta sẽ cùng đi tìm họ. Nào là xe buýt này. Ngày hôm qua thì ở trên livestream của VTV Show thì chúng tôi cũng đã có một cái livestream rất là đặc biệt là phỏng vấn các bạn fan ở trên một chiếc xe buýt 2 tầng đi vòng quanh Hà Nội, để cho các bạn fan khi mà đến với Hà Nội có thể thưởng thức được phong cảnh của Hà Nội cũng như là được hòa mình vào chung cái không khí của buổi concert này. Thắng có thể chia sẻ thêm về cái chuyến xe buýt ngày hôm qua được không? Chuyến xe buýt đó thì tôi đứng phía đằng sau hậu trường của cái cuộc livestream đó. Thật sự là khi mà được tham gia vào bầu không khí đấy thì chúng ta mới thực sự cảm nhận được rằng những link của Blackpink thực sự rất đầu tư cho sự xuất hiện của Blackpink tại Việt Nam lần này. Rất đặc biệt mà chúng ta có thể thấy như những chiếc xe buýt mà chúng ta thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp gỡ ở đây, hoặc là chính những bộ đồ hoặc là những cái dụng cụ, những cái phụ kiện họ sẽ mang đến show diễn này. Vâng. Và tôi rất là hồi hộp để có thể được trò chuyện với các bạn ý, tại vì thấy cái những cái sự chuẩn bị của cho các bạn ý dành cho thần tượng của mình rất là chỉn chu và công phu. Không biết là bây giờ các bạn ý đang ở đâu rồi, thực sự là rất là mong muốn có một chút vấn đề hơi trục trặc một tí về mạng. Vâng, liên quan đến kết nối. Tại vì không khí ở đây quá nóng, điện thoại của chúng tôi cũng nóng và thiết bị của chúng tôi cũng nóng và mạng của chúng tôi thì rất là chậm chờn, nên là để có thể được truyền tải được tất cả những cái hình ảnh để cho các bạn xem ở đây, để được rủ các bạn đi concert online cùng với mình thì cũng là một điều rất là nỗ lực lực của ekip đấy ạ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một fan của Blackpink ở đây. Chào hai bạn. Mình đến từ VTV, có thể hỏi mọi người một vài cảm xúc trước khi bước vào show diễn tối ngày hôm nay của Blackpink được không? Bạn đến từ đâu? Bạn đến từ đâu? Em đến từ Cao Bằng. Cao Bằng. Bạn đã chuẩn bị như nào cho show diễn sự xuất hiện lần này của Blackpink tại Việt Nam? Thực ra thì em không chuẩn bị nhiều lắm, tại vì cái hôm mà cam vé thì em không mang. Hôm nay bạn đi với những ai? Em đi một mình. Đi một mình luôn. Bạn này là sao? Có thể nói đấy là một sự rất là bất ngờ với mình đúng không? Không bất ngờ lắm. Với cá nhân bạn thì bạn mong chờ những điều gì từ Blackpink trong đêm diễn ngày hôm nay? Sự bùng nổ. Có những ca khúc nào mình sẽ mong chờ, hay là có những thành viên nào mình sẽ mong chờ là họ sẽ xuất hiện để mang đến một cái nguồn năng lượng thật là bùng cháy trong buổi tối ngày hôm nay? Thực ra thì mình là OT4, mình thích cả 4 thành viên, nên là mình không có một cái sự ưu tiên gì với bất cứ thành viên nào, cho nên là tất cả những cái tiết mục chúc bạn sẽ có một buổi tối thật tuyệt vời với Blackpink. Ngày hôm nay chúng ta đã gặp gỡ rất là nhiều những bạn fan của Blackpink rồi, và cũng đã được nghe các bạn ý chia sẻ rồi. Còn không biết ngày hôm nay thì và những ai cũng giống như tôi là không phải là fan ruột của Blackpink nhưng cũng đến để thưởng thức cái concert ngày hôm nay không ạ? Các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi nhé. Chúng tôi vẫn đang livestream trên fanpage của VTV24, VTV Show và TikTok của VTV Show. Quý vị hãy cùng share livestream này đến nhiều người nhất có thể, để chúng ta có thể chia sẻ không khí tuyệt vời tại sân vận động Mỹ Đình đến nhiều người nhất có thể ạ. Vâng ạ, ngày hôm nay thì tôi còn được biết là khi mà để có thể được vào sân vận động cũng như là tham dự concert này thì sẽ có một vài những cái lưu ý, như là những cái đồ vật. Hôm nay khi đến tham gia các bạn đã biết hết quy định của ban tổ chức chưa ạ? Và nếu mà chưa thì chắc là để cho tôi sẽ lượt lại một chút để cho các bạn được nhớ nhá. Để ví dụ như là chúng ta có chót mang cái gì đi thì hãy nhớ để phía bên ngoài, để không là đi vào trong kia thì sẽ bị thu thì cũng rất là phiền phức đúng không ạ? Thông tin rất quan trọng đúng không ạ? Vâng, bạn đợi cho một chút nhá. Các khán giả của VTV, nếu quý vị đang xuất hiện tại sân vận động Mỹ Đình thì hãy comment ngay phía bên. Có lẽ là với sức hút của livestream với hơn 10.000 người tham. Nếu quý vị hoàn toàn có thể comment những hình ảnh đáng nhớ của mình tại show diễn này trước khi bước vào show diễn này ngay trên livestream này đúng không chị Trinh? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những hình ảnh của buổi diễn ngày hôm nay trên các nền tảng số của VTV, và các bạn đừng quên đón xem nhé. Nếu mà các bạn có mặt trong buổi ngày hôm nay thì hãy chia sẻ những bức ảnh của mình với chúng tôi. Còn nếu như các bạn ở nhà thì tất cả những cái hình ảnh đó là dành cho các bạn đấy ạ. Chúng tôi đã cố gắng để có thể và được biểu diễn để có thể truyền tải để cho các bạn.